độ thể thao cùng nhịp đập thể thao. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một chương trình, một sự kiện lớn sẽ lên sóng của VTV trong thời gian tới đây với sự góp mặt của các vận động viên thể thao Việt Nam. Là một chương trình truyền hình được xây dựng với ý tưởng quy tụ những tập thể và cá nhân thuộc các ngành nghề khác nhau có đóng góp lớn cho xã hội trong suốt thời gian qua. Chương trình Một Ngày với VTV đã đón nhận những vị khách đặc biệt đến tham dự chương trình, mà trong đó có sự góp mặt của các vận động viên thể thao Việt Nam, những người đã từng gặt hái được nhiều thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Lời đầu tiên mình muốn nói là mình cảm ơn rất nhiều đến Đài truyền hình Việt Nam. Nhờ có VTV mà bóng chuyền Việt Nam được biết rất nhiều, cũng như là trong nước và ngoài nước. Và đặc biệt là qua giải cúp VTV, bóng chuyền Việt Nam đã được biết đến rất là sâu sắc. Và mình cũng rất là cảm ơn Đài truyền hình Việt Nam, và mong rằng đài sẽ phát triển và tiếp tục phát huy. Em rất cảm